Trà thanh nhiệt gốc nội thanh, thanh nhiệt bên trong, tươi tắn bên ngoài. Been at the edge of the water, long as I can remember, never really knowing why. I wish I could be the perfect daughter, but I come back to the water, no matter how hard I try. Every turn I take, every trail I track, every path I make, every road leads back to the place I know, where I cannot go, where I long to be. See the line where the sky meets the sea, it calls me, but no one knows how far it goes. If the wind in my sail on the sea stays behind me, one day just no telling how far I'll go. I know everybody on this island seems so happy on this island. Everything is by design. Còn đường dài tôi đi gặp gầy sóng gió, sẽ gặp nhiều bão tố, cho dù bao sóng gió tôi luôn bước tiếp đi, về nơi xa kia là nơi tôi thuộc về. Ở nơi kia là đại dương dòng ba la chào đón tôi, chẳng ai biết đâu rằng xa thế nào. Một ngày kia thành cơn gió và tôi sẽ tìm về ước mơ. Chinh phục The Debut không dễ dàng thế nào? Phải tập luyện với điều kiện cực kỳ nóng và khắc nghiệt. Những bữa ăn cay nóng vội vã. Phải thức khuya, dậy sớm, chờ tới lượt để bay lên sân khấu. Nhưng mà khi lên sân khấu thì phải tươi tắn, vui vẻ, tràn đầy năng lượng. Nhờ The Debut, mình nhận ra rằng Dr. Thanh có thể giúp mình tươi tắn và rạng rỡ. Cái ánh sáng ở trên soi chúng em không cần đâu. Em sáng lắm rồi. Có Dr. Thanh tươi tắn Debut bất chấp nóng trong người. Trà thanh nhiệt gốc tự thanh, thanh nhiệt bên trong, tươi tắn bên ngoài. Chào Ngọc Vy. Chào anh Đức Phúc. Khi mà nhìn thấy hình tượng của Ngọc Vy bước ra như này là anh thực sự rất là hào hứng. Vy rất là hợp với những cái hình tượng mà nó thoải mái như thế này. Nhưng anh nghĩ rằng là từ đầu cuộc thi đến giờ thì hôm nay là hôm Vy thiếu tự tin nhất. Anh nhìn được trong ánh mắt của em là như thế. Và cái cách em biểu diễn, có thể là em chưa cảm được cái beat nhiều nên là cái phần nhịp đầu tiên là nó vẫn hơi chưa đúng nhịp lắm. Một cái nhược điểm mà anh nghĩ là cái nhược điểm này là chắc chắn là Ngọc Vy cũng không muốn, đó chính là cái phần hát tiếng Việt. Cái phần hát tiếng Việt nó không được rõ lời. Chỉ tiếc ở cái phần đó thôi, còn phần tiếng Anh thì đó là sở trường của Ngọc Vy thì anh thấy làm rất là tốt. Trang thương mại điện tử tiki.vn hân hạnh đồng hành cùng chương trình dự án số 1. Cũng phải cảm ơn cái lời nhận xét của Đức Phúc thì để cho Linh được nói rõ hơn với hội nhà nghề về Vy rằng là cô ấy đã cân bằng hơn rất nhiều. Còn trạch nhịp phải nói lại một lần nữa để khẳng định như đinh đóng cột rằng là không phải là trạch nhịp. Bởi vì có thể nói phần trình diễn ngày hôm nay của Ngọc Vy là phần Ngọc Vy chắc nhịp nhất trong tất cả những phần trình diễn. Tất cả những đoạn mà lên cao này luyến xong sau đấy nối liền vào câu tiếp theo, em lơi một chút nhưng nó vào đúng phách. Mà nghe nó rất là ấn tượng. Phát âm tiếng Việt thì thực ra đấy là một cái dấu ấn cá nhân của Vy. Sự đặc biệt của em chứ không phải là cái mà để cho người ta đàm tiếu về em. Em phải biết là mình hay gì và dở gì và đừng có sửa cái hay của mình rồi lại đôn cái dở lên Vy nhá. Dấu ấn cá nhân thì chắc chắn là Ngọc Vy rất là rõ ràng. Và anh vẫn luôn luôn ủng hộ và cũng như là khuyến khích Ngọc Vy phải
giữ nguyên được cái dấu ấn cá nhân đó của mình. Nhưng mà em sẽ không thể nào phủ nhận được với quý vị khán giả khi mà em hát không rõ lời. Còn anh nghĩ rằng là đối với anh ở thời điểm hiện tại mà anh ngồi ở đây, thì cái việc lơ nhịp và không đúng nhịp, anh chắc chắn anh sẽ phải phát hiện ra được. Lơ và không đúng nhịp nó hoàn toàn khác nhau. Nên là phần vừa rồi của em không phải là lơ nhịp. Anh nghĩ có thể là do Ngọc Vy chưa làm quen được với beat, với cái thời gian nhiều, nên là có thể ở đoạn đầu em hơi bị chệch nhịp. Khi mà chị Linh lại nói là tiết chế cái cảm xúc nhiều hơn, cá tính nhiều hơn ở trong cái ca khúc này, thì em lại không muốn như thế. Tại vì đây, mỗi lần và cũng như là những cái nhân vật Disney, là những cái nhân vật hoạt hình, chính ngay cái nhân vật nó đã toát lên được cái sự tươi mới hồn nhiên rồi, thì Ngọc Vy lại càng phải để nhiều cái sự tươi mới hồn nhiên đó của mình vào hơn. Xin cảm ơn phần nhận xét của hai Horace, Hoàng Thị Linh và Đức Phúc dành cho phần thi của Ngọc Vy. Bây giờ Ngọc Vy hãy quay trở về vị trí ngồi của mình nhé.